Vâng, Mộc Lâm Huy xin chào, rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong video này của Mộc Lâm Huy. Hôm nay Mộc Lâm Huy có công tác đi giao hàng cho một anh khách, thì anh ở gần Mộc Lâm Huy có gần 1 cây số thôi, cho nên là cũng tranh thủ qua gọi là làm một cái video ngắn giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả. Ở đây anh có mua bên xưởng Mộc Lâm Huy là 2 cái tủ và 2 cái giường. Thì đây là một chiếc tủ 1m6 và đây là một chiếc tủ 1m2. Thì bên em sẽ báo giá luôn, cái mét 6 này là 8,5 triệu và cái mét 2 kia là 7,5 triệu với chất liệu là gỗ sồi. Chỉ có khác cái kiểu dáng ấy, cái mét 6 này là bên em thiết kế theo kiểu là có một cái lan can ở phía bên tay trái nhìn vào đó, và cái màu thôi, khác là cái màu thôi. Bình thường trên thị trường nó sẽ có 2 màu, màu tự nhiên và màu cánh gián. Thì anh đã lấy 2 cái tủ kích thước như thế này và màu như thế này đây, đi kèm theo đó là 2 cái giường. Thì có một chiếc giường gỗ gõ 1m6 thì đã bê vào phòng rồi, còn trên đây là cũng có một cái giường 1m6. Thì cái giường này nó là một cái giường bên em cũng có cái video rồi, là cái giường là bên em không có sản xuất, và cái giường này bên em lấy ở bên ngoài thị trường về để làm cái video so sánh. Nhưng mà anh tới thì bên em có nói rõ cái chất liệu rồi để cho anh biết, và để cho anh cái giá là giá Mộc Lâm Huy mua về để làm video thôi. Chứ Mộc Lâm Huy cái hàng này là không sản xuất và không có ra bán trên thị trường, chỉ là Mộc Lâm Huy làm cái video phân tích giúp khán giả biết được cái dòng gỗ, tất cả các tính chất của gỗ tự nhiên hoặc là gỗ dán, gỗ công nghiệp, chứ không có ý định gì khác hết. Và Mộc Lâm Huy cũng bán cho anh luôn, tại vì chỉ có cái anh kêu thôi, để cho anh những cái giá ưu đãi. Đó, và một chiếc giường gỗ gõ 1m6 thì có giá là 8,5 triệu nhé. Thì anh khách này thực sự là khách hàng ở gần nhà, thì Mộc Lâm Huy cũng như là tất cả các đơn vị có thể là kinh doanh xưởng sản xuất, thì nhiều người cũng sẽ nghĩ bán cho khách ở gần hay ở xe gì đó có một cái mối nó nắng hay quan ngại gì không. Nhưng đối với em bình thường nha, khách nào cũng vậy thôi. Khi người ta đã hiểu rõ về cái cơ sở hoặc là hiểu rõ về sản phẩm ấy, thì thực sự cái người ủng hộ mình ấy, khách hàng ai cũng vậy thôi, dù gần hay xa, người ta luôn đặt một cái tâm, một cái sự tin tưởng vào cơ sở. Cho nên là một công ty rất là biết ơn anh là một khách hàng rất quan tâm và luôn theo dõi ủng hộ đồ gỗ Mộc Lâm Huy. Và hôm nay anh có nói là chạy hẳn xuống xưởng ủng hộ 2 món tủ và 2 con dược để anh chuẩn bị bước vào nhà mới. Vâng, Mộc Lâm Huy xin chào, rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong những video sau ạ.